Linh, em biết rồi đó, anh không có gì hết ngoài tiền, nên anh rất dễ bị cám dỗ không? Em biết chứ. Nên anh chỉ chọn bến đỗ đó là em thôi. Anh chưa bao giờ cho phép ai làm điều này với bản thân anh hết á. Làm gì anh? Xài tiền giúp anh. Ẩm con giúp em. Ủa sao tự nhiên giao anh cục này vậy? Ẩm anh chạy theo anh kêu lại coi. Tôi của anh mà. Ê em gì ơi. Ê. Nhớ tối nay nghe. Ủa anh đốt đèn cày chi vậy? Ở đây thì tối nên anh mới thắp đèn để dẫn lối vào tim em. Mà này đèn cúng mà. Rồi nhang đâu anh? Để nhang chi? Thì cúng mà. Trong tình yêu á mà biết kiên cử vậy là tốt. Dưỡng đây phố hồ. Chà! Chết tôi rồi. Chào, chào cha. Hôm nay là lần thứ 21 trong tháng anh đạt được lọt vừa không? Ủa tháng này anh ở với em 21 lần. Nhiều dữ vậy? Nhiều nè.